dòng bắp dở trong nhà ông ra có thơ nè. Dạ, dạ nghe rồi. Thơ của ba gửi về hả má? Ủa, mà sao con dấu đóng ở Sài Gòn? Đâu, đưa má xé ra coi. Em yêu, trên tàu Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 1917. Em, hồi sớm mai này tàu vô Sài Gòn. Kỳ tàu trước anh cũng gửi thơ cho ba anh, tỏ việc anh đi Tây. Và xin ba lên đón tàu cho anh thăm một chút. Vì tàu không đậu lâu được, nên anh về Nha Mân không được. Anh chờ đến trưa mà không thấy ba xuống tàu. Anh chắc một ngày nào đó, trời Phật cũng xui khiến lòng ba tự hối mà hết giận vợ chồng mình. Riêng em hãy thay anh lo cho con ăn học. Mỗi tháng anh gửi cho em nửa số lương để tiêu dùng. Ở nhà có chuyện chi bối rối, em hãy cậy thầy Ba Thiện tính giùm. Thu Cúc con, con phải ráng học. Ba gửi hôn con ngàn cái. Lê Hiển Vinh. Má à, sao ông nội giận ba hoài vậy má? Con hỏi làm chi con? Thấy ba viết thơ nên con hỏi cho biết vậy mà. Tại ba con ở với má nên ông nội giận. Ông nội có giận má không? Giận chứ. Từ hồi trước tới bây giờ má có gặp mặt ông nội lần nào không má? Không. Không có gặp mà sao ông nội giận? Tại ba con ở với má, ông nội con không có cưới. Ông nội nói má là đồ. Tại má không về nên ông nội nói má hư. Ông nội bây giờ chừng bao nhiêu tuổi nó có biết không má? Độ chừng 61, 62. Vậy mà má dắt con về ông nội. Con má chầu cho ông nội ăn luôn nè. Con bưng nước cho ông nội uống luôn nè. Chừng vài ngày ông nội sẽ thương con. Má con mình sẽ được nghịch luôn. Sẽ bị đánh đòn. Tới ba con còn không dám về. Con thấy ba viết thơ cho ông Lê Hiển Đạt. Có phải ông ấy là nội con? Má ơi, sao con thấy ba viết thơ cho ông nội hoài mà không viết thơ cho bà nội? Bà nội con còn đâu mà viết? Chết rồi hả má? Ừ, thôi, con học bài đi, rồi đi ngủ, đặng sáng đi học nữa. Dạ. Ai đó? Tôi đây, Thiện đây. Dạ. Để tôi mở cửa. Chị Thu Vân, từ sáng tới giờ chị có nghe gì không? Chuyện gì vậy anh Thiện? Chiếc tàu Hải Phòng đi qua địa Trung Hải bị tàu lặn của Đức bắn chìm rồi. Trời ơi, ai nói với thầy vậy thầy Thiện? Chị Thu Vân, có dây thép đánh cho chánh phủ hồi đầu hôm. Từ hồi sớm mai ai cũng biết chuyện này. Ông chủ tôi cho tôi hay liền, nên lật đật lại đây để báo tin cùng chị. Trời ơi, nếu vậy thì chồng tôi chết rồi hay sao? Dây thép nói chiếc tàu Hải Phòng bị bắn hạ, ban đêm gặp mưa giông nên không cứu kịp. Hơn 500 người không còn sống được một ai. Trời ơi, chồng tôi chết thì làm sao tôi sống được? Cũng vì tôi mà cha chồng không nhìn nhận. Thương nhau ở nhau mà không cho cha mẹ biết. Hôm nay anh chết rồi tôi cũng phải chết theo.
Dây thép nói vậy nhưng mình cũng đừng dối tin liền. Chờ ít ngày rồi sẽ biết chắc chắn ra sao. Không lẽ tai nạn như vậy mà không còn sống sót người nào. Chỉ đừng nóng vội, hãy chờ đợi xem sao. Thầy nói cũng có lý, nhưng mà không lẽ trên tàu hơn 500 người mà chết hết hay sao? Đó, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hơn nữa, nếu chị chết, chị lại càng có tội với anh Vinh nữa. Chị phải sống để nuôi con chứ. Thầy Thiện ơi, khi ông thầy thuốc ra đi, ông căn dặn tôi phải nương náu ở đây mà chờ ông. Ngày nay chẳng may ông đã khuất rồi, tôi chẳng còn trông mong gì nữa. Nhưng trước khi tôi theo chồng tôi xuống Cửu Tuyền vĩnh viễn, tôi phải đáp nghĩa cho chồng tôi xong rồi tôi chết theo chồng. Thầy là bạn chồng tôi, chắc thầy đã hiểu hết sự tình. Chồng tôi vì tôi mà nghịch ý với cha, cũng vì buồn gia đình mà chồng tôi mới đi Tây. Do đó mà chồng tôi phải chết, bỏ lại cảnh tình tôi chẳng biết liệu sao. Vì bây giờ tôi phải làm thế nào cho con của tôi nó gặp được ông nội nó bây giờ? Làm thế nào cho ông nội nó bớt giận cha nó và đem lòng thương nó? Rồi tôi sẽ vĩnh viễn ra đi, anh Vinh chết đời tôi cũng chẳng còn chi. Thà tôi phải chết chứ mong gì nuôi con. Mấy lời chị nói tôi cảm phục lắm, nhưng tôi xin chị đừng có chết theo chồng. Chết chi vậy? Bây giờ anh Vinh đã khuất rồi, chị lại toan theo anh Vinh. Vô tình chị giết con chị luôn. Chị phải sống để nuôi con chứ. Tôi định đem cháu tôi Cúc về nhà mân gặp ông nội nó, và tôi giao cho ông nội nó nuôi. Rồi tôi đi theo anh Hiền Vinh luôn. Chị chết là chị có lỗi với anh Vinh lắm đó. Chứ anh nghĩ coi, vợ chồng tôi ăn ở với nhau mà cha chồng tôi không nhìn nhận thì tôi biết phải làm sao? Hôm nay chồng tôi tan mạng, lòng tôi rất xót đau. Chồng tôi vì danh dự tôi mà lỗi đạo cha già, bỏ xứ dẫn tôi đi lìa bỏ quê nhà. Ý chị tính sao, tôi sẵn sàng giúp chị, chớ chị đừng quỷ mình e lỗi đạo với anh Vinh. Bây giờ tôi phải bán hết đồ đạc để đưa con tôi về Nha Mân Sa Đé. Thôi được rồi, nếu như chị nhất quyết, sáng mai tôi đi mua giấy tàu cho chị. Cảm ơn anh. Chưa ngủ sao má? Chưa con. Con ngủ đi, má quạt cho. Mình về Sài Gòn rồi tìm đến nhà ông nội ở, hay đi đâu nữa má? Về Sài Gòn rồi phải về Nha Mân, phải đánh liều về nhà ông nội con, chứ biết đi đâu bây giờ. Con thì còn nhỏ dại, lẽ ra thì má không nói việc nhà cho con biết. Ngắt gì ba con, hôm nay đã chết còn má thì bình hoang hoài.
mơ phải nói hết chuyện gia đình cho con nghe. Để phòng mơ chết đi, con biết bà con bên nội con và bên ngoài con để con đi tìm. Má ơi, má đừng bỏ con, trong khi ba chết rồi con còn nhỏ bé như vậy biết nương tựa vào đâu. Con ơi, dù ba con chết đi nhưng ba cũng phải nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Nhưng nơi ba con chết đi, lòng ba vô cùng xót xa đau đớn. Nhìn lại con thơ mà má càng thêm tuổi hồ vô cùng. Vì thương má mà ba con phải vừa sống sang nước ngoài học tiếp nghề thầy thuốc, khi đủ đạt tay nghề trở về lo hạnh phúc cho vợ con. Nhưng hôm nay hạnh phúc ấy có còn đâu, ba con đã chết, má con mình phải bơ vơ lưu lạc. Ông nội quyết định không cho ba với má thấy mặt, má tin về nhà mừng. Má với con phải đi chuyện này. Nhưng từ trước đến bây giờ má với con chưa gặp mặt ông nội, thì làm sao biết ông nội ghét ba với má? Chừng nào tàu về đến Sài Gòn, má dẫn con gặp ông nội, con lại ông nội, thế nào ông nội cũng thương con à. Má đừng lo nha má. Má còn nói việc này nữa, con có một người chị tên là Thu Ba, lớn hơn con 1 tuổi. Hồi đó mới 4 tháng, ba với má lạc mất nó. 10 mấy năm nay không biết nó đâu mà tìm nữa. Má à, má lo quá, má mệt nữa. Việc nhà con biết hết rồi. Ai cho con biết vậy? Ba nói với con á. Ủa, ba con nói hồi nào? Hồi ba gần đi Tây, chiều chiều ba dắt con đi chơi, ba nói rõ hết. Ba con nói ba cưới má, ông nào không có chịu, nhưng ba vẫn quyết lòng không mà sự dẫn dòi của nội con. Rồi ba dắt má đi luôn, ra đến Hải Phòng lấy nghề thầy thuốc nuôi thân. Không có mẹ cha nên chị Thu Ba đã lạc mất lâu rồi. Trời ơi, sao ba con biết trước mà căng dần. Chắc là linh tính báo điện, ba con mới ba con lo xa quá. Sao mà biết chết nên dặn như vậy? Má nghĩ
người ở đời phải lấy tình nghĩa làm trọng, chứ tiền của mà xá gì. Má muốn sao cho ông nội con, vì tình máu thịt mà thương con nên nhìn nhận con. Khi về đến nhà Mân, má với con phải giả dạng kẻ nghèo khổ, rồi xin vào ở đỡ với ông nội con. Vào được rồi, con phải ăn ở cho khéo léo, phải làm thế nào cho ông nội con đem lòng thương con. Chứ má biết trong người má hiện nay. Sống không tới ngày ông nội con thương con, rồi má có nhắm mắt má đi theo ba con cho trọn tình chung thủy sắt son. Con về với ông nội con để ăn học cho nên người. Má thương con còn thơ ấu, má ráng sống nuôi con biết gì đâu mà má cứ đòi. Ở với ai? Còn ông nội con biết nơi đâu, con biết đường đâu mà con đi tìm. Còn chị Thu Ba, con biết đâu mà đi. Mặt vui vầy đi về đến nơi, má dẫn con đi tìm. Nhưng sức má đã yếu, không biết còn đủ sức để má dẫn. Chết hoài, con sợ lắm. Má ngủ đi má, để con đắp mền quạt mũi cho má ngủ nghe má. Chừng nào sáng con kêu má dậy về nội nghe má. Con sách vô đồ với má, má còn đang bệnh mà. Thôi, con để má sách luôn cho. À, chị ơi, chị làm ơn cho tôi hỏi thăm chút nghe chị. Ủa, tôi nhớ mày mày, hình như chị là chị Hai Thình phải không? À, đúng, tôi là Hai Thình nè. À, ủa mà xin lỗi, cô không biết cô ở đâu. Tôi cũng nhớ mãi mãi, nhớ mà quên rồi. Dạ, hồi trước tôi ở nhà ông Phán Kim, tôi mướn chị nuôi vú đó, chị quên sao? À, tôi nhớ rồi, cô là... Cô ai nè ta? Thu Vân, cô Thu Vân đây mà. Hồi vợ chồng tôi ra Hải Phòng lập nghiệp, tôi có gửi tiền cho ông Phán Kim mua giấy tàu, đặng chị dắt con tôi ra sao? Trời ơi, tôi mòn mỏi trong hoài mà không thấy. Chị ra không được thì chị cũng phải gửi thơ cho tôi biết chứ. Không ngờ chị bạc tâm luôn à. Con nhỏ của tôi bây giờ ở đâu vậy chị? Chị nói cho tôi biết đi, con của tôi đâu? Từ từ, từ từ rồi tôi kể cho cô nghe.
Hồi cô đi á, cô gửi tiền cho ông Phán Kim mua giấy tàu cho tôi đi sao, đúng không? Thì cô đi đâu chừng 3-4 bữa thì con nhỏ nó cũng hết bệnh liền. Tôi nói ông Phán mua giấy tàu cho tôi đi, ông Phán lần nữa nói là chưa có tiền nhiều. Rồi kế đó ông mới lăn trọng bệnh. Thì chừng vài bữa sau ông nhắm mắt lìa đời. Kế đó thì vợ ông cũng đi chầu trời. Tôi có tiền đâu để mua giấy tàu mà đi. Thì chị đánh dây thép, tôi gửi tiền về cho chị. Chứ tại sao chị, chị đứng lặng ở trong này à? Ở Hải Phòng tôi đợi ngày lại qua ngày, cho đến chồng tôi chết tôi mới về đây. Ở Hải Phòng mà địa chỉ đâu mà đánh dây thép? Mà thôi, con tôi đâu, nó được bao lớn rồi? Nó chết lâu rồi. Nó chết rồi, mà chết ở đâu? Lâu quá cho nên tôi cũng không nhớ là lúc nào. Chị Thịnh ơi, chị hãy vui lòng mà nói thiệt. Con tôi đau bệnh gì mà chết, chị hãy thiệt tình. Chứ không tôi ấm ức mà sẽ thoát lòng mình. Khi nó chết, chị có khai tử hay không? Cô ơi, lâu quá làm sao tôi nhớ được. Tôi gian chị đã 5 lần 10 lượt. Tôi tin chắc rằng con tôi nó không chết. Chị chỉ giùm cho tôi cho tiền chị xài. Hồi nãy tôi sợ cô nóng rồi cô rầy nên tôi nói dối cho nó chưa chết đâu. Vậy con tôi ở đâu, chị dẫn tôi đi gặp liền. Tôi vẫn giữ lời tôi cho tiền chị. Nó ở đâu thì bây giờ tôi không có biết. Nhưng mà để tôi hỏi thăm đi. Tôi hỏi thăm riết rồi cũng ra mối hả? Bị hồi đó tôi cũng nhiều chuyện, thành ra tôi quen nhiều lắm. Dạ dạ. Ủa mà quên, mà rồi bây giờ cô ở đâu? Tôi mới ngoài Bắc về tới đây. Tính mướn khách sạn nghỉ đỡ một bữa cho khỏe, rồi tôi về Sa Đéc. Trời ơi, khách sạn tốn tiền lắm. Thôi vậy đi, cô vô nhà tôi mà nghỉ nghe. Nhà chị ở đâu? Tôi ở trong Bàn Cờ á. Dạ, Bàn Cờ là chợ chứ không phải Bàn Cờ để quánh. Dạ, tôi ở nhà lá. Cô với em vô đó nghỉ được, ở nán vài bữa đặng tôi dò hỏi coi con Thu Ba bây giờ nó ở đâu. Được, được rồi, tôi cũng nóng lòng gặp con tôi lắm. Đi con. Phận mẹ con mình như vậy còn mong vui làm gì nữa chứ. Má bây giờ không muốn vui sướng gì nữa hết á. Chỉ ước sao tìm cho được chị con, và mong muốn sao cho ông nội con biết thương hai con là đủ rồi. Để tôi nấu nước chế trà cho cô uống nghe. Tôi không khát nước đâu chị. Chị làm ơn nói chuyện con Thu Ba cho tôi nghe đi. Cô nóng nảy quá à. Để từ từ tôi nhớ lại coi. Tôi nhớ rồi. Hả? Chị nhớ rồi? Nó ở đâu vậy chị? Thì nhớ hồi đó là tôi đang đau. Hết sữa cho nó bú hàng ngày, và không biết cô ở đâu mà tìm. Để bồng Thu Ba tìm cô mà trả lại. Thì túng thế quá tôi mới năn nỉ với chị Chín Nô. Thì nhà cũng ở gần đây, đem về nuôi mà giúp hộ. Quấy sữa bò cho nó bú, trời ơi nó hạp lắm à. Nhưng bây giờ chị Chính Nô nào đó, chị ở đâu? Thì để sáng mai tôi lên vùng Tân Định hỏi thăm coi có ai biết nơi trú ngụ. Cô à đừng có lo, thế nào cũng tìm ra chắc chắn. Hồi chị cho con nhỏ nó được mấy tháng chị nhớ không? Thì lúc đó nó cũng được 7-8 tháng rồi. Chị ráng tìm được tiền nuôi dưỡng tôi thưởng cho. Tìm được cô đừng có lo. Tôi giữ đúng lời, tiền bạc chị khỏi lo.
Thôi đừng có lo nữa, bây giờ cô cứ nằm nghỉ nghe, sáng mai ngày mai quyết định là tôi với cô lên trên Tân Định hỏi thăm nghe. Má, mình ở đây sao má? Ừ, ngủ ở đây đặng sáng mai đi kiếm chị con cho sớm. Má, ở đây con sợ quá à. Con sợ gì? Má, nhà gì mà cửa vách đều chống lỏng, nhất là ban đêm họ giật đồ rồi làm sao. Ngày mai má đi tìm chị hai, thể má kiếm được dẫn về ông nội. Chớ bà hai ở nhà này bà nói hoài không có gì. Má gian gái giống hồn ba con, mách bảo cho má đây tìm ra chị hai con. Ba con trước thế nào cũng tìm được, tối nay con gái liền ba sẽ chỉ liền. Nãy giờ sao không thấy chồng chị vậy? Ôi, ổng ly bì suốt ngày à. Anh đi nhậu suốt à cô ơi. Anh hai ảnh đi nhậu chừng nào gì à? Ôi, đi sáng đêm ổng chừng, hơi sức đâu mà hỏi, riết rồi tôi cũng sức tàn lực kiệt rồi. Ảnh đi sáng đêm như vậy, rồi làm sao ảnh đi làm cho được? Ôi, ổng làm cai nên công chuyện cũng dễ thôi. À, ổng coi cho người ta làm, chưa có làm lụng gì đâu. Hễ chịu là hẹn độ rủ nhau ly bì. Vợ con chẳng kể ra chi, tôi mà ngăn cản đập cửa đập nhà. Có chồng mà nhậu nhẹt tối ngày, thiệt cũng khổ cho chị đây à. Đó, cửa nhà rách nát là muốn sửa mà cũng không có tiền. Lương thì tháng nào cũng hết, hễ về nhà là nói giống như vợ con. Trời ơi, lương tháng này giúp đỡ hội này hội kia, ai dè tôi hỏi lại là giúp hội ve chai hết rồi. Đó, về tới rồi đó. Uống rượu mà không sai thì không hay. Uống rượu mà ấy sai thì mới hay. Đó, cái đó là hát của ông đó, ông hát vậy đó. À, tới rồi chưa đây, tới chưa, rồi, tới rồi, đúng rồi. Ai đây? Ai? Thì cô thầy thuốc chứ ai? Thầy thuốc hả? Ừ. Thầy thuốc hả? Chữa bệnh nổi không? Làm thầy thuốc. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Chữa trời. Ông nổi ra đây tôi chữa, đổ hai xị rồi hết. Trời rồi. Ơi, nói tầm bậy tầm bạ. Cái gì bậy? Xỉn rồi nói bậy đấy bà không à. À bậy hả? Ông kỳ cục quá. Nhớ rồi, nhớ rồi. À, tôi nhớ rồi. Nhớ cái gì? Hồi đó cổ gửi con cho mình nuôi đó, không nhớ sao? À, nhớ rồi, bà nhắc tôi nhớ rồi. Ủa mà sao ra chi tới ngoài Bắc lận hả? Thì theo chồng lập nghiệp ngoài đó, rồi nay chồng chết rồi cổ mới về, rồi nhờ tôi dẫn đi kiếm con của cổ. À, thì ra là vậy. Nó nói đàng hoàng vậy người ta mới biết chứ còn không nói ai biết. À, được rồi, cô kiếm con của cổ đây. À, tôi đi kiếm con của tôi. Trời đất ơi, cô nói ba láp không? Sao mà láp? Ba mở miệng ra là cứ xài xể tôi không à? Không phải đâu, tôi đi kiếm con hai men của tôi. Thôi thôi, thôi thôi, đi giùm tôi đi. Đi đây. Mệt hả? Đi cái ngã nào đi ra đâu rồi? À, nhớ rồi đây là cái ngã này. Ông muốn đi ngã nào ông đi, ông nhiều ngã quá. Tưởng tôi không thấy, xin lỗi, tôi thấy rõ ràng. Đây nè, đi vô ngã này. Ý, không phải ngã này. Đúng rồi. Ôi, đi đâu lát cũng nằm đóng ở bụi nào à. Ủa, chị cũng có con sau này hả chị? Con đâu mà con. Con yêu con quỷ á. Ông nói hai men là ông đi nhậu nữa đó. Giờ này mà ảnh đi như vậy, rồi chừng nào ảnh mới về? Thì hồi nãy tôi cũng có nói là ổng đi sáng đêm, hơi sức nào mà hỏi làm chi. Có khi nửa đêm xỉn thì mới về, có khi đi chơi ghé nhà bạn ổng ngủ. Ảnh đi như vậy sức đâu mà đi làm ăn. Ôi, ổng sức cháu mà cô. Đâu phải một ngày mà ổng nhậu suốt luôn, 7-8 năm trời cứ liên tục vậy à. Thôi bây giờ cô nghỉ đi, rồi sáng mai mình đi tìm. Bảo đảm thế nào mình cũng tìm ra.
Thôi bây giờ má con nghỉ một chút đi, ngày mai rồi tính nghe. Hai má con thức hết rồi hen. Thôi bây giờ mình đi nghe. Ủa cô ôm cái hộp gì vậy? Sao không để nhà đi ôm theo làm chi cho mất công vậy? Cái hộp này đựng đồ riêng của tôi, có tiền bạc chút đỉnh ở trỏng á, nên đem theo đặng gặp con Thu Ba, rủi họ có đòi tiền chuộc thì cũng có sẵn để trả cho họ. Hồi đó giờ cô luôn ở ngoài Bắc. Rồi có về trong này lần nào chưa? Tôi ở ngoài trọn 14 năm, mới về lần này là lần thứ nhất đó. 14 năm ở ngoài đó hả? Về đây mới lần thứ nhất hả? Thôi đi, tôi không muốn hỏi gì nữa. Tới rồi. Bây giờ cô với cháu ngồi, hoặc là đứng ngoài này cũng được, tùy muốn đứng muốn ngồi, tùy hai người suy nghĩ hen, rồi bàn nhau ha. Tôi vô trong tôi hỏi thăm rồi lát tôi ra. Má ơi, hồi hôm nay con có giấy ba cho má con mình tìm được gặp chị hai. Chắc bữa nay tìm được à má? Má cũng hy vọng vậy. Con gái bữa nay mà tìm gặp được chị hai con xin tiền má. Con mua cho chị hai một bộ đồ thật đẹp, đặng cùng với con về thăm ông nội. Ông thấy sạch sẽ, ông thương. Con người nếu thương thì đâu phải vì bộ đồ, mà vì ruột thịt máu huyết thâm tình. Lần đầu tiên về thăm ông nội, thấy vợ dai không nhìn, tụi con sẽ tủi thân. Kìa, chị hai ra kìa. Thôi, cục ngồi rồi. Bây giờ đâu còn ai nữa mà hỏi thăm. Chị, sao vậy chị? Tôi hỏi ngay bà già gánh nước. Bà ở tại đây gần 30 năm rồi. Bà nói là chị chính nô bà rành già không la, có đứa con nuôi rất là xinh đẹp, vì chồng chết nên đã dọn đi lâu. Trời ơi, tôi hỏi dọn đâu bà nói là không biết, vì 7-8 năm thì để ý làm gì. Bây giờ thì chị nên hỏi kỹ tung tích nơi nào mình đi tiếp, giúp tôi để kiếm gấp giùm. Bây giờ có nước mình trở về nhà, rồi từ từ tôi nhớ xem. Chứ bây giờ tôi thấy cũng hết phương rồi. Má, không tìm được chị hai hả má? Không con ơi. Thôi, ai ngồi đừng có xúc động, khóc giờ. Bình thường có chuyện buồn tôi không có khóc được, mà tôi thấy ai xúc động là nước mắt tôi chảy đó. Đi về, về đi rồi mình tính. Đừng làm tôi xúc động, tôi xỉu hai người khiêng tôi về á. Cút đó, tao kêu mày chứ đâu phải cút hà đâu thò lỏ. Má con đâu rồi? Má con trả tiền xe ở ngoại á. Má con cũng rộng rãi quá hen, thì đi xe phải trả tiền chứ không trả tao quánh á. Con, con ôm cái hộp á hả? Vì tưởng con quên. Má con nói trong hộp có tiền đó, tiền nhiều lắm. Thành ra con coi chừng, cẩn thận. Hay đưa cho dì cất đi, chứ còn để hờ hỏng không có nên đâu đó. Dạ, để con đưa cho má con cất trong rương. Thì cũng được, mày tin má mày hơn tin tao thì đúng rồi. Mặt tao cũng gian quá phải không? Thôi cẩn thận nghe con. Thôi, giờ để gì ra sao rồi cái coi nấu cơm con ha. Chị hai, chị lấy tiền mua đồ ăn đi chị hai. Thôi, trời ơi tôi có tiền. Chị lấy đi, không tôi ngại lắm đó. Tôi... lấy tui... mà. Uống rượu mà không say nào hay. Trời ơi, uống rượu mà say mới hay. Uống rượu rồi. Là sao rồi? Bà có dắt cái cô đi tìm con nhỏ không vậy bà? Chứ không lẽ tôi chờ ông dắt. Tôi dắt đi một buổi sớm rồi còn dắt gì nữa. Rồi phải không?
Rồi có kiếm được không mà nói tôi nghe trời mà. Đi quá trời luôn, đi tới đây mỏi vỏ chân, cuối cùng không thấy, không biết đâu á. Hiểu không? Mà bây giờ đâu có nói đây đâu, ông biết rồi, ông còn hỏi tôi gì nữa. Nghĩa là tìm chưa được phải không? Thì chưa, hỏi thăm thì người ta nói là chị Chính Nô chỉ dọn nhà đi đâu mất từ hồi nào rồi. Mà cái đứa con nít rồi mà kiếm hoài không được. Biểu bà đi kiếm bốn ông tớ, bà đi kiếm lẹ lắm. Không chừng khỏi kiếm người ta cũng kêu bà tới nữa. Bậy nghe, bậy nghe. Bậy. Đừng có ăn nói bậy bạ, bốn ông gì mà ông nói tôi kiếm. Không biết hả? Bà không biết hả? Bà giả mù đó. Thì bà kiếm bốn ông tớ đủ màu, trắng xanh vàng đỏ, đẹp trai biết chừng nào. Nè, tôi đã bỏ từ lâu thì đừng có nói chuyện gì đâu. Đừng có chọc tôi xà máu à. Ông mà còn ăn nhậu thì đêm này ngày nọ, sao không bỏ đi còn móc méo điều chi? Méo gì bà nói vậy? Nói thiệt chứ bà. Với cái cô đây nữa nè, tứ đổ tường có môn nhậu là vui vẻ nhất trên đời. Rượu tình nè, rượu nghĩa nè, rượu xã giao nè, rượu lót đường nè, rượu môi giới và chuyện làm ăn, rượu giao thiệp. Còn cái chuyện nói thiệt với bà, cái chuyện hối... hối hận. Chết cha, chút xíu nữa mình nói bậy rồi thấy không? Còn ông bà không có cờ bạc, cũng nhiều chuyện. Cái chiều chuyện á nó nguy hiểm lắm mà, nghe không bà? Thôi, xỉn rồi đi ngủ đi. Để chờ cô đây còn nằm nghỉ ngơi nữa. Tối ngày cứ đi theo thằng Châu, thằng Phượng nhậu hoài, bực mình quá. Bực hả? Bà bực thì bà đấm vô ngực bà đây hết bực. Nó động chạm tùm bỉ tùm ba, nói hoài. Thằng Hải thằng Liêm nó biết đờn, mà hả nó gài cái sông nhậu đờn ca là một chút người ta đem gà vịt tới rần rần. Nhậu đờn ca mà có gà vịt đã lắm bà biết không bà. Còn đánh bài như bà hả? Cũng có người đem tới nữa bà. Đem cái gì? Đem xe cây tới đây hốt bà vô hộp đó. Bà thấy ăn nhậu không? Muốn ngồi đâu là ngồi, muốn nói gì nói thoải mái, không ai bắt lỗi hết trơn á. Sai là nhậu là không ai bắt lỗi. Còn bà đó, bà ngồi đó, ngồi ngoài đường như tôi là được không? Trời ơi, đi tới đâu ngồi là phải cửa đóng then gài kín mít, thấy không? Còn sợ bị sút nữa là khác nha bà. Thôi được rồi, bây giờ tiền ông nhậu á, tiền của ông nhậu đó sao? Để dành sửa cái nhà này mấy mươi đời rồi chứ để vết lủng lỗ tứ tung như vậy đâu. Không phải tôi không muốn sửa, bà đừng có nói câu đó với tôi, thấy không? Nhưng mà biết là dân nhậu không có thích nóng nực. Sở dĩ mà tôi không sửa là bởi vì sao tôi muốn để cho nó mát. Trời ơi. Không tin bà hỏi mấy chiến hữu tôi có phải không? Đó bà hỏi thằng Châu rồi coi, đó là phải không? Trời, không? Coi coi đúng không? Rồi bà hãy la tôi cho bà biết nha. Tại cái tháng này nó hơi nóng vậy thôi, chứ gặp tháng trời lập đông đi, bà tưởng tượng ở nhà mình giống như ở Đà Lạt lắm. Trời ơi. Thôi không muốn nói gì với ông nữa hết. Thôi mấy người nhậu nhẹt nói chuyện nhiều quá, hay quá, tưởng tượng quá. Bà nín đi. Tôi sợ chưa thành Đà Lạt đồ trong nhà nó không cánh mà bay hết rồi. Bà nín đi, bà đừng có nói nhiều và sửa lưng tôi. Tôi cho bà biết không, đó là một kỹ thuật biết không? Kỹ thuật gì? Trời ơi, bà không có hiểu gì, nghe tôi dạy nè. Bà nín đi, bà nghe tôi dạy nè. Ông nói để tôi nói, bắt bớt kêu tôi tên hoài. Mình có biết mà. Thấy chưa, cũng tin tính rồi. Nè, tôi giả giờ, muốn không? Giả tôi quánh lại, tưởng tôi nhìn hả? Chưa chắc là bà thấy cái tay này dơ, bà dơ muốn hỏng nổi không? Xin lỗi bà. Mình nhậu xỉn mà nói nhiều á, để cho hơi nó ra hết. Rồi tỉnh lại, mà tỉnh lại nó thiệt chứ bà, tôi chấp không ai uống lại tôi hết trơn. Bởi vậy phải có chiêu bà hiểu không? Đó thằng Hải, thằng Liêm nó ngán tôi ở cái chỗ đó đó bà hiểu không? Rồi thôi biết rồi, nhây quá. Nãy giờ tôi đã nói là để cho cô với cháu ngủ, mà nói hoài mà ông định ru hả? Ông ru bằng cái lè nhẹ của ông hả? Nói hoài. Bà nói đi, mấy người mà nói chuyện hoài nó ít sai. Hơi rượu trong người nó nóng nảy.
giờ nói chuyện hoài, hơi trong người nó bốc ra hết ráo. Nói vậy mà cũng nói được hả? Không nói được là mấy thằng thì kè, nó hút đã rồi nó không bao giờ nói. Nó kiếm chỗ kinh để thả hồn, kính chừng nào càng hay chừng này, bà biết không bà? Trời ơi trời. Còn uống rượu như tôi nè thì biết bao nhiêu là bạn bè. Chắc là bạn bè là phải. Có nhiều tài không mời mà nó cứ sáp vô à. Ai kêu tôi đó rồi nó nhậu tịnh queo à. Chứ còn mấy người áp phiện á, kiếm cái hang kính để luyện cho thành tiên. Hay quá, hát hay quá. Bây giờ chịu đi ngủ chưa? Hay là chờ tôi nấu nước sôi tôi luộc? Thôi 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 thôi, cảm ơn lòng tốt của bà. Ăn uống gì nổi nữa mà luộc bà. Trời ơi, tôi luộc áo má. Vậy? Tôi bực quá tôi luộc áo má. Trời ơi, tôi nấu nước sôi là để chế vô mình áo má. Ê, tôi luộc áo má. Tầm bậy. Trời ơi, từ giờ tôi hẹn không cho. Giờ tôi lấy hơi lên, mà tôi lấy hơi lên. Mà tôi mệt. Bà tầm bậy, bà tính nước sôi bà luộc hả bà? Bà tạt luôn phải không? Bà dám không à? Tôi cho bà biết nha, nấu nước sôi là chế vô mình á, là chết rồi bà, đừng chơi vậy á bà. Thì ông đừng có lẹ nhè nữa đi, thì tôi không nấu nước sôi. Ý trời ơi chị hai, chị đừng có làm vậy nha chị hai. Cô thấy hồi nào mà tới giờ đó có con chó nào mà nó sủa mà nó cắn ai không? Nó hù vậy thôi, cái bằng chó hùa mà, chó hùa, sủa thôi, làm sao dám cắn. Bởi vậy tôi mới dí vợ tôi giống như là cái con... Con gì? Vợ. Làm dữ vậy, vợ, được không? Hèn, hèn. Cái con gì? Mà nè cô hai ơi, cô tính sáng mai cô về hả cô hai? Dạ, tôi kiếm không được con nhỏ, tôi buồn quá nên đâu ở lại làm chi. Ở dưới tàu cô mới lên, tôi coi cô có vẻ mệt lắm á, hay là ở đây nghỉ vài bữa cho nó khỏe đi, rồi cái đánh tứ sắc với vợ tôi vui vui. À không, nghỉ xin lỗi, tôi hãy về chứ cho gấp ha, ở chơi ha. Vì mệt nên tôi phải về, ở đây rủi đau ốm rồi làm sao. Đất Sài Gòn này thiếu gì thầy thuốc mà cô sợ. Tôi phải đi Sa Đéc gấp, ở trên này nhờ chị hai dọ dùm tin tức con nhỏ dùm tôi. Hễ chị nghe tin nó ở đâu á, chị xuống kêu tôi. Tiền xe tiền tàu dù tốn bao nhiêu tôi xin trả lại cho. Chị xuống nhà mân chị hỏi thăm như vậy, lò gạch ông hội đồng đạt á thì ai cũng biết. Vô thẳng lò gạch này chị sẽ gặp tôi, tiền bạc tôi tính lại với chị thôi. Lạnh như vậy thì về gấp mà làm chi, nát lại vài ngày hết bệnh rồi phải đi. Kiếm con không gặp mà ở lại làm gì? Dạ để tôi về dưới, có chuyện gì chị nhắn tôi. Bây giờ vậy nè bà ơi. Bà, tôi kêu bà đó, bà nghe không? Ở nhà coi một chút coi cô có bớt nóng đó. Bà nấu cháo rồi cho cô ăn rồi, bà nghe tôi nói không bà? Nha, rồi bà ngủ đi, khỏi chờ cửa nha. Tôi đi, nha, vậy đi. Rồi, xong. Uống rượu mà không say nào hay. Trời ơi. Uống rượu mà phải say thì mới đây. Uống rượu, ngủ bờ, ngủ bụi rồi mới giỏi. Thứ gì mà đêm nào cũng đi tới sáng. Đi riết có bữa cũng bị. Không lẽ mà bây giờ mình trù chồng mình mà không trù không được. Đâm chết chứ không phải giỡn đâu. Thôi giờ tôi nấu cháo cho cô ăn nha, để tôi lấy phước lại bị mới chửi chồng. Đừng nấu chị hai, tôi không đói đâu. Ủa, mà cái hột quẹt, trời ơi, nhà có cái hột quẹt cũng bỏ theo. Thôi bây giờ để tôi lại tiệm mua, chứ không có hột quẹt rồi làm sao mà nấu nướng gì được. Ủa, Thu Cúc, con chưa ngủ sao con? Sao hôm nay buồn quá, con ngủ không có được. Con nhớ ba quá à, nó bớt nóng chưa má?
má bớt rồi. Nè, con lấy chìa khóa, mở vỏ sách, lấy một viên ký ninh cho má uống. Trong vỏ có cái ve nhỏ đó con. Dạ, má nằm nghỉ đi má, để con lấy cho. Đây má, có nước luôn nè má. Má uống đi má. Dì hai đi nãy giờ chưa về hả con? Dạ thưa chưa. Bộ má muốn ăn cháo sao má hỏi dì hai? Không, má thấy đi lâu cho nên hỏi vậy thôi. Má nóng lạnh như vậy, sáng mai làm sao về nhà ông nội được? Để khuya coi má hết thì đi. Còn như đi không được á, thì phải ở nán lại đây một bữa nữa. Má mạnh mo đi má. Má mạnh đặng má dẫn con về Sa Đéc. Con nóng nảy lắm, con muốn thấy mặt ông nội con. Để xem có thương con cỡ nào cho biết. Ông nội chịu nhìn, con sẽ nói thiệt hết. Chắc ông nội sẽ sai người đi kiếm tiền cho được chị hai con. Má lo ngại lắm con à. Nấm ruộng bước đi, không lẽ không đau lòng. Thằng Mẫn Tàu cũng phải đau lòng gốm. Chặt nhánh lìa cành, máu mủ cũng tuôn rơi. Cũng con ơi, má chỉ mong ước thôi chứ không hy vọng gì. Ba má ở nhau ông nội không nhận nhìn. Rồi hả? Thôi thôi để tôi vô nấu cháo cho cô ăn cho mau hết bệnh nghe. Đừng chị hai, tôi bớt bớt một chút mà. Chứ ăn uống gì được mà nấu. Chị đi mua hộp quẹt sao mình đi lâu quá vậy? Ừ, tôi nói là lại tiệm mua rồi về liền. Kẻo cô ở nhà một mình cô buồn. Không ngờ cái tôi gặp Tư Ú. Nó nói dòng do thấy ghét. Nó nói mà tôi không nói, nó tưởng tôi canh. Tôi nói, bắt đầu tôi nói nữa. Tôi nói hồi nó sợ. Nó sợ nó bỏ đi rồi tôi đi về. Vậy thôi đó, cho nên bây giờ mới về được nè. À, cô à, cô ơi, cô nói là cô có thuốc kỳ ninh, sao cô không uống thử coi? Hồi chị đi tôi đã uống rồi. Ủa vậy hả? Sao cháu chưa buồn ngủ hả cháu? Dạ tại con buồn, con nhớ ba con nên con đâu có ngủ.
bệnh con nên thăm chừng má con nghe. Nếu mà nóng quá thì nên uống cái thêm viên ký ninh. Dạ, thuốc này không nên uống nhiều, khi nào làm cứ mới uống mà thôi. Thôi, thôi bây giờ á má con cũng mới bớt bớt chút bệnh, cho má nghỉ một chút đi nghe. Bây giờ cô nè phải đi tìm, đi tìm cái thằng cha quỷ ngủ bờ ngủ bụi đâu rồi nghe. Hen con đóng cửa lại nghe. Đi à, chúc hai má con nghỉ khỏe ha. Ý trời ơi, cái giỏ sách tôi ai lấy đâu mất rồi. Trời ơi, sáng sáng bao nhiêu tôi dồn vô trong đó, cái giỏ mất. Chắc mẹ con tôi phải chết quá. Chị hai ơi, chị hai, ai lấy cái giỏ sách của tôi đâu mất rồi. Chắc tôi chết quá chị hai ơi. Chị hai ơi. Cái gì đó? Cái gì? Chuyện gì? Hả? Cái chuyện gì đó? Chị hai ơi, ai lấy cái giỏ của tôi mất rồi. Cái gì? Để tôi kiếm kỹ lại coi. Trời đất ơi, hồi tối hôm qua bị trộm cắt dép rồi đây nè. Trời ơi, để tôi coi nó có lấy đồ gì của tôi hay không nữa. Trời đất ơi, nó lấy cái áo của tôi nữa rồi. Trời ơi, gia tài có cái áo mà nó cũng không chừa nữa. Con ơi, chết rồi con ơi. Gì vậy má, sao má khóc vậy? Mất cái giỏ đồ của mình rồi con ơi. Mất hết rồi. Mất cái giỏ đồ, mất hết đồ đạc, làm sao mình về ông nội được má ơi. Má ơi. Mất nhiều không vậy cô? 5 đôi vàng với 1.400 đồng bạc để trong hộp cẩn. Tôi đếm hồi sớm mai chị Ngô thấy đó. Mất hết rồi. Mất cẩn quá à. Sao không để trong mình mà lại chi ở trong giỏ? Báo hại quá à. Thôi, cô ở nhà đi. Để tôi đi kiếm cái thằng Mắt Phong đó. Đặng về đây. Đặng mà nó kêu ông Biển Tây. Ông mau đến đây. Phải chi mà ông ở nhà ngủ thì đâu có xảy ra cái chuyện này. Khốn nạn, tối ngày cứ đi uống rượu sai, không có giúp gì được cho ai. Cô cứ ở nhà, tôi đi tìm mới được, để mà nó phanh cái vụ này. Mẹ con mình chết đói khổ lắm con ơi. Má đành bỏ tay. Từ lâu má chẳng chiêu dành dụm để dành nuôi con, bây giờ phải trắng tay. Lỡ mất rồi má đừng buồn làm chi. Ông nói con giàu mà có một mình ba con. Ông nội con chịu nhìn con là cháu nội. Thì tiền bạc thiếu chi mười lần này cũng được. Má buồn mà sanh bệnh. Má tính về tới nha Mân. Mình xin vô ở mướn với ông nội. Đang lần lần cho ông nội thương. Nếu ông nội chịu nhìn thì mình sẽ nói thiệt. Má con mình tính ở mướn thì đâu có cần vàng bạc. Có vàng mà mình đâu có dám đeo, có bạc không dám xài. Giàu có hay không cũng vậy. Má đừng buồn nữa nghe má. Không chừng trời khiến mình bị ăn trộm như vậy, mình mới gần được ông nội. Má đừng buồn nữa nghe má. Bây giờ mình còn có 12-13 đồng à. Mà má đau nữa. Biết có đủ tiền về tới nhà mừng không? Về dưới rồi má còn ngại lo. Ông nội con không cho ở, mà mình hết tiền thì phải làm sao? Như vậy còn khốn biết bao. Má đừng lo, con sẽ giúp che ông nội. Nếu không thì má con mình đâu cần thân quyến thăm tình. Đâu sợ chết đói đâu má ơi. Xin má đừng có lo nghe má.
sợ là sợ má còn đang bình trong mình, sức đâu mà làm bây giờ. Má ơi má đừng lo sợ, không ai chết đói đâu má lo. Về lẹ đi, về lẹ đi, về đặng coi đây nè. Em cái gì mà bà lôi đâu vậy bà? Đi, đi vô đây. Đâu, đâu, ăn trộm chỗ nào, ăn trộm chỗ nào? Đây, đây nè, nó cắt đâu? Một cái lỗ vách lớn quá chừng đây nè. Đâu, 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 đâu. Trời ơi, con này thiệt là cả gan mà. Nó dám gió tới nhà tôi chứ. Để rồi tụi mày hả? Để rồi tụi mày coi tôi hả? Ừ, coi ông nhậu hả? Phải chi mà ông ngủ ở nhà thì đâu có đến nổi gì đâu. Bà nói kỳ quá. Nó ăn trộm cái vỏ của cô phải không cô? Phải không? Nó ăn trộm cái vỏ của cô phải không? À, tôi hỏi cô cái lúc mà lúc cô bị mất á, lúc đó là cô thức hay cô ngủ vậy? Trời đất ơi, sao mà nói chuyện mà lãng giang quá vậy biết nữa. Thức thì làm sao nó dám ăn trộm? Bà này kỳ quá. Sao bà cứ chọt chọt vô hoài bà? Để tôi hỏi đàng hoàng coi. Bà cứ chỉa vô hoài à? Nói hoài. Còn thức mà nó cũng lấy như thường. Nó chỉa dao rồi nó lấy rồi, rồi bà dám lao. Bà hoài hoài. Nè cô, tôi hỏi con à, hồi mà nó trộm cái vỏ của cô á, lúc đó mấy giờ cô biết không? Trời đất ơi, sao mà ông vô duyên quá vậy ông? Đang ngủ mê nó mới dám trộm, làm sao biết mấy giờ? Được, thấy không, cũng vậy nữa không? Chọt chọt cho hoài đó không? Bà vô duyên lắm ha bà. Bà chết chan đó bà biết không? Biết mấy giờ đặng mình dễ tìm kiếm có cái nhóm nào nó lấy. Nhóm thằng Mót hay là nhóm thằng Tuấn Lộ, hiểu không? Nè cô ơi, cô nhớ lúc đó cô nhớ kỹ cái khoảng cô bị mất đó là khoảng mấy giờ hả cô? Tôi bị nóng lạnh nằm mê man, chừng 4 giờ tôi thức dậy, tôi thấy mất hết cái vỏ, tôi mới hay. Rồi, vậy là khoảng 4 giờ phải không? Vậy là cái nhóm này là không biết thằng Hải, thằng Liêm nó biết không biết nữa cả. Có gì mình hỏi nó coi. À, không biết. À, còn có bà này nè. À, bữa bà chết đi sao mà bà ngủ cái gì mà ăn trộm nó khoét vách mà bà không hay bà nói tôi nghe coi bà. Trời, quê là cái tự nhiên quay lại làm bộ rầy tôi cho đỡ quê hả? Ông rầy tôi lãng nhách nghe chưa? Sao lãng? Đêm nào cũng đi sáng đêm. Sao không giỏi nhà mà rình đi? À, bà nín đi bà. Nín cái gì? Nói bà vậy nói không phải hả? Bà nói cái dễ nổi máu không à? Hả? Hả? Ông bà gì? Ấy thức á là không cờ bạc à, cũng là nhiều chuyện. Nằm xuống ngủ như chết rồi. Nè, ông mới nghe chưa? Sao? Tôi bỏ cờ bạc lâu rồi nghe. Thật không vậy? Còn chết hả? Là ông chết á. Sao? Nhậu là có ngày chết bờ chết bụi chứ coi. Con ma men. Thấy không? Rửa nữa thấy không? Bà rửa phải không? Ê, rửa hả? Thấy được. Ông làm gì? Quánh tôi hả? Trời ơi, tôi chưa đánh rồi, đánh rồi rồi. Thấy chưa? Hung dữ ha. Tôi quánh ông nào tôi lấy tay con tôi quánh ông chứ tôi không quánh ông. Thì vậy là trật cái bà đánh rồi. À, đánh ha. Thấy tôi đứng hung dữ rồi đánh rồi ha. Dạ thôi anh hai, tôi mất vàng bạc nhiều quá. Anh hai làm ơn đi cứ bớt giùm, coi có bắt được ăn trộm, đàn em xin lại chút đỉnh gì không? Để tôi tính cho. À, thằng nào mà dám rớ tới tôi là nó phải chết. À, để rồi cô xem. Đúng rồi, cô ráng mà chờ xem ổng. Xem uống rượu thì có. À, bảo miệng ra là bà móc họng không? Trời ơi, tôi nhìn hết nổi rồi trời ơi. Khóc bà tưởng mình lung lạc được tôi hả bà? Lấy ông bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi mới khóc thành tiếng đây nè. Khóc nữa đi em. Xui nữa. Trời ơi, ai xui khiến làm chi mà chỗ tôi gặp ông chồng say xin. Hết lúc lên cơn bị tấn rồi tới cơn say nó hành hạ suốt đêm ngày. Đã ba phần hồng nhan mà nhan sắc còn bi
nói tôi thương lại. Tôi thương lại nó từ trước thì đâu có lấy ông mà nhậu suốt ngày đêm. Được, tôi nhậu là tại vì tôi thích nhậu. Được, vậy thì tôi với ông chắc phải đoạn tiệc từ đây. Chứ ở với ông sai hoài không lo lao động. Trời ơi, không lo làm ăn chi hết. Cho nên mấy năm nay tôi quá mỏi mệt. Thôi thì ông cứ nhậu và trúng gió chết cho rồi. Lâu lắm rồi mới nghe bà nói câu nghe được đó. Bà nói tầm bậy. Bà chúc tôi về nhậu trúng gió chết phải không? Vừa phải nha, bà nói tầm bậy là bà nè. Gặp bà giờ. Tôi xin chúc cho ông thành người tiến cổ, mau xuống âm ti đi cưới vợ sang giàu. Cái đó được đó. Ý, âm ti. Tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho anh thoải mái ăn xài. Chứ ở Dương Giang anh đối với tôi thật là tàn nhẫn. Không lo việc gia đình cứ sáng xỉn chiều say. Bà nói thằng mập nó thương bà hả? Phải rồi. Thằng Kiến cái gì? Chắc tụi biết nó rành quá mà. Phải, nó đẹp trai hơn tôi rồi. Nó đào hoa, nó đào hoa. Ôi đào hoa, đào hầm, đào đất hay đào đường gì thì cũng được. Chứ còn hơn là gặp thằng sai. Nên đào mỏ thì càng nguy hơn. Có bao nhiêu tiền phải đưa nó nhậu sạch trơn. Còn bị đánh đập phải lòi tiền tiếp cho nó nhậu nữa. Bài học tình yêu đó em. Bà con lối sớm không chạy lại càng cho kịp. Nghề thân phận của mày bao bẻ nát làm hai. À, bữa nay mày ngon ha, dám kêu mày ha. Nè cô, dập nó, có chưa còn dứng là tôi dập nó này luôn. Trời, thôi, thôi mà anh hai, cho tôi can đi. Cô sẽ ra đây. Chị can không nổi, cái thôi. Trận chiến này nó thầm lặng lâu rồi. Lặng hả? Bữa nay tao cũng chơi hết máu với mày luôn. Tao không cần quánh mày. Mà tao sao biến cái đầu mày thành cái sân banh, tao cho mấy đứa nhỏ nó mượn nó ra banh cho. Muốn biến gì mày? Mày, cái đầu mày bây giờ không cần dao cạo, tao lấy nhíp, tao nhổ cũng sạch rồi mày. Mày còn có mấy cọng tao. Mày hả? Mày hả? Mày trước tôi thấy chưa? Trời ơi, đánh trước ha. Mang tao vô lại nè, tao vô bài bản mày biết tao. Vô hả? Vô. Đánh được không? Hai cái nè, tao múa lại. Mày múa đi, tao quánh con đứa nào đâu. Mày. Nó đánh tôi hoài con đó. Trời ơi, thôi mà, cho tôi can đi anh chị ơi. Quánh mày lần cuối nè. Cái này nặng hơn nè. Trời ơi, thôi mà anh hai. Tôi thấy nhiệt tình của anh chị, em cảm ơn nhiều lắm. Thôi, trời cũng sáng rồi, để mẹ con em tranh thủ về dưới cho sớm. Cô không nán lại vài ngày để coi cái vụ này sao hả cô? Tôi thấy không có hy vọng gì đâu. Phần tôi cũng hết tiền rồi, nán lại cũng kẹt lắm. Dạ thôi, cứu anh nghe. Em đi, mình đi con. Thôi đi đi, cũng tội nghiệp quá rồi, thôi em đi đi. Bây giờ tôi cũng đang rối rắm quá rồi. Tôi nhớ lại rồi, sao kỳ vậy cả. Bài bản của mình đúng chiêu lắm mà sao mình múa đâu vô đó hết trơn nè. Một nè, hai nè, thấy chưa, ba nè, từ dưới móc lên nè đàng hoàng. Sao, ủa sao bị vô ba cái ra đầu lận. Cái này là không linh rồi, không được. Tức con nhỏ này quá à. Tim nó trả thù. Nè, con đừng có nói bậy nghe. Má đã dặn con rồi, mà cứ kêu là ông nội hoài à. Bây giờ, ông nội thương mình rồi mà. Làm sao con biết thương? Con đừng có trộn rộn, để má lo liệu. Má biểu làm sao á, con phải làm vậy nghe không? Giỏ đồ bị mất thiệt là hại. Tiền bạc quần áo mất thì không sao. Ngặt khai sanh của con á, với hôn thú của ba má mất. Bây giờ biết làm sao đây? Nè nè nè, mấy người đó đó, đứng đó làm cái gì? Làm gì mà đứng trước cửa ngó vô ngó ra vậy? À, dạ thưa chú, phải nhà ông hội đồng đây không chú? Hả?
ăn mặc dày mà hỏi ông hội đồng hả? Hỏi chi vậy? Dạ mẹ con tôi nghèo khổ, không có chỗ làm ăn. Nghe nói ông hội đồng giàu có mà lại nhân đức. Dạ nên mẹ con tôi đến đây xin ở làm công việc cho ông mà nhờ hộp cơm dư. Không biết có ông hội đồng ở nhà không chú? Có, mà không có được đâu. Ông nhân đức thì nhân đức, nhưng đâu phải ông nhân đức rồi nuôi hết thiên hạ đâu. Nếu ông nuôi hết người nghèo như chị vậy thì ông phải cất mấy chục căn nhà mới đủ cho người ta ở. Không có được đâu. Nhưng mà chị ở đâu lại đây vậy? Dạ tôi ở Vĩnh Long. Chà, xa dữ heo. Bộ ở dưới không ai thèm mướn sao lên tới đây vậy? Dạ cũng có. Nhưng tôi nghe nói trên này thiếu người nấu ăn nên tôi mới lên đây. Trời, ai nói chị, ai nói thiếu người nấu ăn mà chị muốn nhào vô? Chứ vợ tôi chi, không lẽ nó chết rồi? Bộ chị muốn vô làm rồi chị trù cho nó chết à? Dạ tôi trù hồi nào, tôi nghe nói vậy thôi chứ đâu có dám trù ai đâu. Chị nghe lầm chứ trong nhà thiếu gì người làm công, mà người lạ không có món đâu, chị đừng có mong. Dạ tôi xin vô để lại ông hội đồng, làm bất cứ việc gì miễn có cơm ăn thôi. Tôi nói không được là không được, lì quá. Hổm rày ổng đang rem mình đó, cho chị vô lộn xộn tôi bị rầy sao? Thôi tránh ra đi, đặng cho tôi đóng cửa lại. Chú làm ơn làm phước cho mẹ con tôi vô ở dưới bếp cũng được mà. Chừng nào giáp mặt ông tôi bẩm, nếu ông không chịu mướn á thì tôi sẽ đi. Không được, đi. Trời ơi sao mà chị nhây quá vậy? Tôi nói không được mà cứ đứng án cửa hoài. Xê ra cho tôi đóng cửa lại, lẹ đi. Chú ơi. Đi. Chú ơi, ông đau sao vậy chú? Hỏi chi vậy? Bộ chị làm thầy thuốc hả? Chị hốt thuốc được sao mà chị hỏi? Dạ, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Thôi, chị cứ nói hoài tôi mệt quá. Đi. Nè, ông hội, ông cử ai đứng trước cửa lắm, xui lắm. Đi. Trời ơi, đi. Tôi đóng cửa kẹt tay chị bây giờ. Đi. Chú. Đi. Ông mà thi ghét, nhà của ông nợ tôi mà ông cho tôi vô thì là tức quá. Thôi con, má con mình đi con. Dì đi đâu đây? Muốn làm gạch với con không? Dì muốn làm lắm chứ, nhưng mà không biết người ta có mướn không vậy cháu? Mướn chứ sao không mướn. Cháu bao nhiêu tuổi mà người ta mướn vậy? Dạ cháu 14 tuổi. Không biết họ mướn một ngày bao nhiêu vậy cháu? Dì hỏi bà Sáu á, cháu phải đi nhò đất. Dạ thưa bà, dạ tôi muốn làm gạch quá. Không biết họ có mướn không vậy bà? Mướn chứ, mướn chứ sao không mướn. Dạ không biết họ mướn một ngày bao nhiêu vậy bà? Hồi trước tới giờ đâu có lò gạch nào mà mướn ngày đâu. Làm tâm làm thiên thôi à. Làm tâm nào tính tiền tâm đó, làm thiên nào tính tiền thiên đó. Dạ làm 100 là bao nhiêu tiền vậy bà? 100 hả? Khỏe thôi, 100 gạch cắt cho nhiều. Đại tiểu cũng vậy, còn ngói 100 thì cắt 2. Dạ vậy một ngày bà làm được chừng mấy trăm? Không chừng đâu cô ơi, ôm đất nhồi đất thì lâu, chớ in thì lẹ lắm. Nếu trời nắng một ngày dài trăm, tôi làm đây mười mấy năm rồi đó. Dạ bà làm đây rồi ăn ngủ nơi đâu? Đó giấy nhà lục sục công nhân trú ngụ. Dạ còn ở xa như thế nào? Cũng ở luôn đâu có gì. Ủa mà cháu ở đâu lại muốn tới đây làm gạch? Dạ tôi ở dưới Vĩnh Long á, chồng tôi mất bỏ mẹ con tôi bơ vơ nên tôi muốn lên đây tìm việc làm. Chồng của cháu hồi trước làm nghề gì? Dạ chồng tôi cũng làm nhiều nghề lắm, hồi trước làm
Dạ, làm lính mã tà. Hả? Dạ, rồi sao làm sớp phơ? Rồi chết rồi nào? Dạ, dạ mới chết đây. Mới chết hả? Hèn gì thấy mặt buồn quá. Nếu không có việc làm ăn thì cô cứ ở đây làm gạch. Làm gạch cũng không có khá gì mấy, nhưng mà đủ ăn, coi như khỏi đói vậy thôi. Dạ, tôi cũng muốn làm lắm. Ngặt gì trước giờ tôi chưa có làm, không biết có làm được hay không. Ôi, có khó gì đâu. Coi người ta làm, mình bắt trước làm theo. Lúc đầu làm ít thể quen tay thì làm nhiều. Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho. Cháu đừng có ngại, cứ ở đây mà làm. Hay là cháu phụ với tôi nè, chừng tính tiền tôi sẽ chia ngay cho. Dạ, nếu được vậy tôi cảm ơn quá chừng à. Nhà bà ở đâu bà làm ơn làm phước, cho mẹ con tôi ta tốt chung nhau. Có gì đâu, tôi một già một thân, cứ vô ở đó cháu đừng có ngại gì. Dạ, vậy bà làm ơn giới thiệu cho tôi làm, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Ôi, cảm ơn hoài. Cảm ơn cái con khỉ gì không biết. Cái nghề này khỏi cần giới thiệu, mình báo với chủ là vô làm à. Dạ, nhà bà ở đâu vậy? Ủa, hồi nãy tôi quên chỉ ha. Đây nè, thấy cái nhà lớn không? Thiệt là lớn đó, thấy chưa? Dạ. Đó, vô trong đó sau cái nhà lớn có cái chòi. Đó, đi. Thôi đi theo tôi đi, sẵn vô tôi chỉ cho luôn ha. Em về nhà bà Sáu ở, đặng làm gạch phải không? Ờ, tôi ở đây đặng làm gạch với má tôi. Được, ở đây làm chơi, tôi dạy giùm cho. Mình ôm đất vô mình nhồi rồi mình in chứ có khó gì đâu. Chị em mình chơi với nhau nghe. Nhà chị ở đâu vậy? Ờ, trên kia kìa. Cứ về nhà bà Sáu ở đi, bữa nào tôi dẫn lên tôi chơi. Thôi đi cháu, nhà tuy nhỏ nhưng mà ở tạm được mà. Đó, nhà của dì à, thấy sang không? Dạ, nhỏ như vậy mẹ con tôi ở đây cực cho bà lắm. Ôi trời ơi, ăn nhiều chứ ở nhiều. Tối hai mẹ con cứ ngủ ở trên chõng nè, còn để tôi hạ thổ cho. Bà Sáu có đủ gạo nấu không bà Sáu? Có đủ mà cháu. Nếu đủ, bà làm ơn nấu cho mẹ con cháu ăn với. Chẳng giấu gì bà, tôi nghèo quá à. Trong túi chỉ còn 5 cắc mà thôi. Tôi đưa hết cho bà giúp. Tôi làm gạch được bao nhiêu, dạ tôi đưa cho bà hết á. Thôi thôi cháu không tiền, cháu hãy cất đi, để mỗi buổi sáng cho con nhỏ ăn hoàng. Còn nó con nít, sáng nó phải ăn. Còn gạo ở nhà thì cũng còn dư mà. Dạ không được đâu, bà hãy cất để mà mua gạo. Bà không lấy mẹ con tôi ăn không ngon. Hoàn cảnh mẹ con tôi thật quá nghèo. Xin bà hãy nhận cho tôi vui. Ây cha, cực chẳng đã tôi mới nhận cái tiền này à nha. Thôi cháu hãy lên nghỉ đi. Thank you.
câu ta từ. Đường xa lắm vẫn còn tìm nhau, bao tháng năm tha thiết ngóng chờ người ở chung xa quay về, dần trăng khuyết kín lại trôi. Chia tay số xa lòng đau, thương em với bao sầu nhớ. Hôm nào tiến đường hồi gọi tàu vàng trên bến, nước mắt nát tan lòng nhớ. Ngày xa cách quê hương mịt mờ, về đây với bên bờ bình yên. Duyên lứa đôi thôi hết hứng hờ, hạnh phúc thỏa bao mong chờ, cùng nhau có lắm mà chiều về mình giặt. Chị tên gì? Tôi tên Nuôi, 14 tuổi, còn em? Tôi tên Cúc, 13 tuổi, nhỏ hơn chị 1 tuổi. Hai đứa mình làm chị em với nhau nghe. Ừ, chị lớn hơn tôi, thì chị phải kêu tôi bằng em nha. Ừ. Chị còn cha mẹ đủ không chị? Cha tôi mất rồi, tôi còn một mình má thôi. Chị cũng như tôi, má chị làm gì? Có làm gạch ở đây không? Hồi trước cũng làm gạch, nhưng mấy tháng nay má tôi hay đau yếu, phần nóng lạnh không dám dầm nước, nên ở nhà làm bánh ban thôi. Làm bánh? Mà bánh gì? Không biết chừng. Bữa thì bánh nít lá gai, bữa thì xíu nước, bữa thì chè bố khoai. Tại vì em biết làm giỏi như chị, em không cho má em làm cực khổ tâm thân. Có gì đâu tôi sẽ dạy chị làm. Tôi nói rồi, chị gọi tôi bằng em. Mà sao chị cứ gọi bằng em? Thôi ôm đi em, ôm như chị vậy nè. Dạ. Ôm đại đi, ôm đất mà sợ lắm tay thì sao ôm được. Em ráng mà làm, em có má em ôm đất cho má em nhồi in thì má em làm được nhiều lắm đó. Má em làm chung với bà Sáu, có bà Sáu nữa thì chắc lãnh thì nhiều lắm hả chị? Chứ sao? Ôi trời ơi, cháu ôm như vậy rồi biết chừng nào mới đủ làm.
rồi. Có tiếng kẹn báo nghỉ trưa. Thôi về lo cơm nước cháu ơi. Thu Cúc con, mình về. Bữa nay bà Sáu làm muối tiêu. Bà Sáu bỏ tiêu ít ít nghen. Bỏ nhiều quá văng hỏng có được. Ê quên. Quên. Cháu đâu có ăn tiêu nhiều được mà bà lỡ bỏ rồi. Thôi để bà lại quán bà coi có gì bà mua cho cháu ăn ha. Con ôm đất mệt không con? Mệt mà làm vui quá má ha. Hồi nãy má thấy chị nuôi không? Chị thương con lắm, con cũng thương chị nữa. Chị nuôi nào? Chị nuôi dạy con ôm đất đó. Cứ theo nói chuyện với con hoài ha. Ờ, té ra cái con nhỏ đó là con nuôi hay sao? Dạ phải. Con của ai vậy? Con cũng không biết nữa. Chị nói nhà chị trên kia kìa. Má chị bán bánh á. Con phải nhớ nghe. Ai có hỏi á thì con phải giấu. Đừng có nói thiệt là con của ai nghe không? Con cứ nói ba của con hồi trước làm sớt phơ nghe không? Hồi sớm mai á, thình lình chị nuôi hỏi tên con. Con nói thiệt, con tên Cúc. Con đã lờ lời, có sao không má? Không có hại gì, miễn là con á, đừng có nói chuyện gì thôi, đừng dính tới ba con. Con nên kín miệng đừng tiết lộ ông nội. Ba con mình bị đuổi đi lại càng khổ thêm. Bà Sáu ở đây coi bộ tư tế quá hả má? Mình ở đây làm, chắc nay mai mình cũng sẽ gặp ông nội chứ gì. Nghe nói thì ông nội con đau, đi đâu được mà gặp. Ông đau rồi, vài bữa ông cũng mạnh chứ gì. Để ông mạnh, ông lại lò gạch, con theo o bế ổng. Ổng thương con cho má coi. Rồi, khô cá sặc ngon lắm. Mẹ nó đem nướng đi cho nó ăn. Ôi mà thôi, để dì nướng luôn cho. Sẵn dì xới cơm luôn. Má ơi má, dì nuôi tới nhà mình kìa má. Con nhỏ này, con của ai đâu mà coi ngộ quá chứ. Con này là con của chị Chính bán bánh đích tầng ở trên kia kìa. Nó có mẹ con à. Mà sao bà bệnh hoài không biết. Má con này làm giỏi lắm đó nghe. Em ăn đi. Chị một trái, em một trái. Chứ chị đưa hết cho em. Rồi chị còn gì đâu để ăn. Chị ăn rồi. Cái này là chị để phần cho em. Em ăn hết đi. Mận đâu, chị có vậy? Mận của nhà chị trồng. Nhà chị có trồng mận nữa hả? Có. Nhà chị có quýt nè, dừa, chuối nữa. Bữa nào rảnh chị dẫn em qua nhà chơi. À được, mà má chị có rầy không? Không, mình chơi chứ có làm gì đâu mà rầy. Thôi tụi con ơi, chuẩn bị vô ăn cơm. Dạ. Lò gạch này của ai vậy bà Sáu? Của ông hội đồng á. Nhà ổng ở cái khúc quẹo đó. Cháu có thấy nhà đó. Chắc ổng giàu lắm hả bà Sáu? Mỗi tuần đích thân ổng đi phát tiền hay là sai ai? Có khi thì ổng đi, có khi thì ổng sai tài phú ổng đi. Chuyện này mình cũng không cần biết để làm chi. Miễn mỗi tuần có người xuống phát lương, tính số gạch, tá tiền đủ là được. Không biết ổng già hay trẻ vậy bà Sáu? Ổng chắc độ chừng trên dưới 60 vậy. Sức lực còn khỏe nhưng con người kém vui tươi. Ôi mà giàu như vậy thì giàu đế mà làm chi. Giàu như ổng cũng không hơn gì tôi được. Sao vậy? Vì ổng giàu mà quạnh hiu có một mình. Không có con cháu chi hết cũng khổ thân. Đó, cháu thử nghĩ coi ổng hơn gì tôi được. Có tiền, giàu có để mà làm chi. Giàu mà khô khan giống như cây khô giữa đồng tóc. Nghe nói ổng có người con trai là con một. Ôi, cái thằng kia nó có vợ nhưng mà ổng không có nhìn. Mà thằng con nghe nói cũng chết lâu rồi. Cháu thấy giàu như vậy thì giàu để mà làm chi. Dì cũng rành gia đình ông hội quá chứ. Rành chứ cháu.
hầu như trọn cuộc đời dì đã gắn liền với cái lò gạch như hình với bóng. Sự sống cô đơn không cháu không con đã làm cho dì buồn tuổi còn hơn là cây cô nơi đồng trong quê ta. Trong bà con quyến thuộc trong được tình cảm với xóm làng, vì hễ sáng ra là cứ gạch với ngói, có lân la bao giờ tới nhà ai đâu để mà tìm chút đỉnh tình thương. Vì thế mà lò gạch này dì dái mượn để tựa nương, nhờ có nhiều người mà dì cũng đỡ cơn buồn tuổi. Việc trong việc ngoài dì của ông hội đồng thì dì cũng được tin tưởng, nên chuyện gia tế cầu hiến dính gì cũng hiểu phần. Nghe nói cậu Nguyễn Vinh có vợ không được sự đồng ý của ông hội, và bây giờ thì cậu Nguyễn Vinh đã chết rồi phải không gì? Cháu biết không, gia đình người ta là gia đình danh giá, vợ thì phải rộng rã dễ dàng chứ. Đã là hội đồng mà cả dùng ổng là người giàu sang, không lẽ lấy vợ âm thầm thì còn gì là danh giá, thấy không? Nhưng sau khi được tin cậu Hiền Vinh đã chết, tâm hồn ổng như mất rồi, vì không ai nối dõi tông môn. Hối hận thì đã rồi, chớ biết làm sao hơn. Muốn tìm lại nguồn an ủi thì cũng đã muộn rồi. Âm thầm lặng lẽ ra vô, không người thừa kế chỉ vui cùng kiên qua. Đêm về vẫn cứ vào ra, lại trời giấy đất nhưng mà có dời. Em ơi, bộ ông hội đồng hết đau rồi hay sao mà bữa nay ông xuống lò gạch kìa? Ủa, sao em mới nghe ông hội đồng vô lò gạch mà mặt mày em tái mét vậy? Ông đi coi vậy chứ, ông đâu có rầy rạ gì đâu mà em sợ. Không phải sợ chị ơi, mà em tủi lắm. Ủa, cháu này là con của ai? Cháu làm ở đây được bao lâu rồi? Có đứa nào ăn hiếp hay sao mà cháu khóc vậy? Dạ thưa bẩm ông, nó có hai mẹ con ở dưới Vĩnh Long á, lên đây để kiếm công ăn chuyện làm. Tôi thấy mẹ con nó nghèo quá à, tôi thương, nên tôi nuôi đặng rồi phụ làm gạch với tôi cũng được gần tháng nay rồi đó ông. Vậy chứ cha cháu ở đâu mà bỏ mẹ con cháu bơ vơ vậy? Dạ thưa cha, cháu chết rồi. Chết hồi nào? Dạ thưa, chết năm 6 tháng này. Cha cháu hồi trước làm việc gì ở đâu? Dạ thưa, làm shopper ở dưới Vĩnh Long á. Cháu ôm đất cục khổ nên cháu khóc, hay là có việc chi khác hay không? Thưa ông, không phải ôm đất cực khổ mà khóc. Vậy chứ tại sao cháu khóc? Thưa ông, cháu khóc là vì cháu buồn quá, vì má cháu đau nhiều mà không có tiền cứu thầy cho má cháu uống thuốc. Cháu sợ má cháu chết nữa rồi bỏ cháu bơ vơ một mình. Cút em, chị nghe chị cũng buồn quá. Một đứa khóc là tao chịu không nổi rồi, mà phải thêm một đứa nữa rồi làm sao tao chịu nổi. Má cháu bây giờ ở đâu? Dạ ở đằng trời bà Sáu á. Chỗ nào đâu, cháu dắt ông lại đó coi. Em dắt ông đi đi em. Em đừng có khóc nữa. Em khóc với chị buồn lắm. Không biết chừng ông thấy má em đau, ông cho tiền hút thuốc uống vài bữa là mạnh chứ gì. Má ơi má, có ông lại đây, nó ngồi dậy một chút đi má.
em đau sao đó? Dạ thưa ông, con bị làm cử rét. Mỗi ngày mới có cử hay là ngày có ngày không? Dạ, dạ thưa, bữa nào cũng có. Hễ buổi sớm mơi á thì nằm vùi. Cô uống thuốc gì không? Dạ, dạ, dạ thưa không. Thưa dì, ông là ông hội đồng, chủ lò gạch này đó. Trời ơi, cô em gốc ở đâu? Dạ, dạ thưa ông, con ở Vĩnh Long. Ở dưới Vĩnh Long mà lên trên này làm gì? Dạ thưa ông, Chồng con mất rồi, con lâm vào, mẹ con gặp cảnh bơ vơ. Nghe ông vào mà có lòng nhớ, làm việc nhà nhờ hộ cơm dư. Con xin lại ông, muốn giúp giùm má con. Con lại ông 100 lần. Con đóng lưng cho ông mấy năm cũng được. Miễn má con mạnh lành. Ông biểu gì con cũng dâng theo. Cháu rét mà ở chỗ như vậy, lại không có thuốc men gì hết, thì làm sao hết được bao giờ. Ông muốn đem cháu vào dưới nhà ông rước thầy hút thuốc cho cháu mau mạnh lành. Chừng mạnh rồi cháu muốn làm việc nhà cũng được, hay muốn đi đâu thì đi, tùy cháu thấy tiện cho mình. Ông giúp con là ông quá nhân đức thương người. Và con hết bệnh rồi, trọn đời con làm tươi tế cho ông. Nè mấy đứa con, nghe ông căn dặn, chừng nào má con hết làm cứ ghét rồi, hai đứa mày phải dìu má mày xuống dưới nhà. Ở đó ông rước thầy thuốc trị bệnh cho má con. Dạ, con nghe lời ông. Cúc ơi, vậy là chị em mình sắp xa nhau rồi. Má em bây giờ có chỗ nương nhờ, sao chị không mừng giùm cho em? Má em thấy chị buồn quá vậy. Cúc ơi, chị buồn là gì? Hễ em về ở nhà ông hội đồng thì chị em mình hết gần nhau nữa. Tuy rằng em mới về đây làm gạch với chị không bao nhiêu ngày, bao nhiêu bữa, nhưng tình thương chị em mình gắn kết bên nhau như có ngọn lửa ấm lại thâm tình. Em đừng tới đây để chỉ làm lúng một mình. Nhưng gần một tháng nay vô tình em tới, tình thương chị em mình chỉ thấy trong dạ bồng vui vui. Rồi hôm nay em xa chị để em đi, biết chừng nào chị em mình mới gặp lại. Em về nhà ông hội đồng chỉ muốn thăm em cùng trở ngại, còn ở đây thiếu em chỉ càng lại thêm buồn. Đã biết em không ôm đất làm gạch với chị nữa, nhưng em cũng lên xuống chơi với chị mà. Chị sẽ chuyện khác vui hơn chơi với chị. Em không chơi với ai mà vui hơn chơi với chị được đâu. Chắc không em? Để rồi chị coi.
em có nói láo với chị hay không? Em Cúc ơi, trước khi em về nhà ông hội đồng, em cho chị hôn em nghe. Chị Cúc. Dữ không? Tưởng ai xa lạ, ai về hai mẹ con của mẹ hôm trước ghé đây xin làm công chuyện để ăn cơm. Hồi trưa ông biểu tôi dọn cái phòng sạch sẽ thì ra cho bà nội này. Thôi thôi, vô giùm đi hai bà nội. Má má, ông hội đồng đứng sửa kiện kìa má. Để con chạy vô trước, con sợ bị lầy quá à. Con nhỏ đó lại biểu chút coi, chạy đi đâu vậy? Dạ thưa ông. Nè, ông giao cho cháu làm việc này. Từ rè sắp lên, mỗi buổi sáng và buổi chiều cháu phải đi coi mấy cây kiểng, dạch lá bắt sâu nghe không? Dạ. Hãy cháu làm biếng để có con sâu nào cắn lá kiểng là ông đánh đòn nghe chưa? Dạ. Cháu sợ sâu không? Dạ sợ. Nếu sợ không dám bắt bằng tay thì kiếm cây mà bắt nó. Dạ. Cháu không có quần áo thay hay sao mà mặc bộ đồ lấm lem vậy nè? Dạ thưa có, cháu còn một bộ đồ lụa, cháu bận sợ cũ đi nên cháu để dành. Bận đi, có cũ ông mua đồ khác cho. Dạ, nếu ông biểu thì cháu bận. Hồi cha cháu còn à, có cho cháu đi học hành gì không? Dạ thưa có. Học mà biết đọc biết viết gì không? Dạ thưa, chữ quốc ngữ cháu biết nhiều, còn chữ Tây cháu biết sơ sơ. Biết sơ sơ thì hay quá rồi, nếu vậy thì học khá rồi. Mà cháu tên gì? Dạ thưa tên Cúc. Tên Cúc, còn má cháu tên gì? Dạ thưa tên Thu. Tên Thu. À Thu, cháu năm nay mấy tuổi? Dạ thưa 13 tuổi. Còn cha cháu tên gì? Cha cháu, thưa cha cháu chết rồi. Thôi tính đi đừng khóc. Ờ ông biết, cháu có nói hồi sáng, nhưng mà ông muốn hỏi ba cháu tên gì? Dạ thưa tên Hai. Có lẽ thứ hai chứ sao lại là tên Hai? Dạ thưa ba cháu thứ hai, mà cũng là tên Hai. Kỳ dữ không, ông mới nghe chuyện lạ kỳ. Còn cháu nói hồi trước ba cháu ở Vàng. Dạ thưa không, hồi trước ba cháu ở Vĩnh Long. Hồi sáng cháu có nói với ông mà. Thì Vĩnh Long họ kêu là Vàng đó con. Cháu ở Vĩnh Long không biết cái đó hay sao? Dạ cháu còn nhỏ, cháu không biết dành chuyện này. Đúng rồi, nhỏ như vậy làm sao biết tiếng gọi riêng. Dạ thưa ông, con trồng mấy bụi chuối trà rồi, trồng chỗ đó chắc màu phát lắm mà ông. À nè Phò à, má con nhỏ này nó có bệnh, đừng sai nó làm việc gì hết nghe không. Xem như nó chưa về đây, chừng nó mạnh tao chắc phần việc cho nó làm. Nói cho mày biết, tao thấy hai mẹ con nghèo khổ mà còn bệnh hoạn, tao thấy tao thương, tao mới đem nó về tao nuôi, chứ không phải đem về để ở đợ nghe chưa. Đừng có thói mà cũ ăn hiếp mà mới tao không có ưa. Con có nói gì đâu, xin ông hãy thương giùm. Mười mấy năm rồi ông đã biết tánh con mà. Ờ, tánh mày thì tao biết lâu rồi. Ở nhà có tao thì mày hiền lành lắm, mà hãy xuống là gạch là la lối xong tà. Dạ, con đâu có la ông. Mà con có la là vậy, la vậy họ mới ngán á ông. Họ làm gạch ngói cho ông thật nhiều, đặng ông bán mà. Thôi. Dạ. Bỏ cái tánh sông tàn đó đi. Dạ. Nè à, cháu nhớ mỗi bữa bắt sâu nghe chưa? Dạ con nhớ. Ông vào nghỉ. Ê nhỏ, lại biểu mới bày lớn bày đặt tu hả mày? Cháu đâu có tu hồi nào đâu chú. Mày không tu sao mày đạo vuốt giỏi vậy? Dạ con nhớ ông vào nghỉ. Cháu còn con nít, nói chuyện với ông già cháu phải lễ phép chứ. Chứ không phải như người ta đâu. Lần trước xin vào đây làm việc ăn cơm,
người ta khi dễ nó ăn mặc rách rưới, người ta không cho vô. Lần sau thấy mẹ con tôi về đây, họ ganh ghét kiếm chuyện. Ê, mày đừng có nói móc họng nghe mày. Cha, còn nhỏ mà cũng bày đặt sản xuất lưỡi câu hả? Cháu mới biết làm gạch, chứ cháu đâu có biết sản xuất lưỡi câu. Tao muốn nói mày nhỏ mà mày mở miệng ra toàn là móc họng. Mày móc họng tao mày không nể trọng. Bộ chú là ếch nhái sao mà đi câu, cháu dám đâu hợp hào với chú. Mày không hổ mà mày ganh ghét cái gì? Dạ thôi thì con xin lỗi chú. Kể từ nay và sắp tới, chuyện của ai người đó cứ làm. Thôi vậy đi, nhỏ mà nói chuyện nghe được. Chuyện của chú: cuốc đất, trồng cây, quét sân, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà quét nhà con làm giùm chú cũng được mà. Ý chứ, móc họng đã rồi bây giờ mày muốn hại tao nữa phải không? Cháu có hại chú gì đâu. Mày mà cầm cái chỗ quét nhà hay lau bàn ghế là tao bị đuổi liền. Sao vậy chú? Chứ mày không nghe ổng nói hồi nãy sao? Ổng nói á, ổng thấy má con mày nghèo nên ổng đem về nuôi, chứ không phải ở đợ mà ăn hiếp má con mày. Cháu nghe rõ đây, không phải nói gì đâu. Ổng nói ma cũ đừng hiếp ma mới thôi mà. Thì ổng nói là ma cũ là tao nè, còn ma mới là má con mày đó biết chưa. Từ đây xăm tới những chuyện đi trong nhà, tao yêu cầu mày đừng nên rớ tới. Má con mày cứ ăn rồi ở không đi. Hồi đó tới giờ tao chỉ lo một ông, bây giờ thêm hai chữ nữa chắc tao cong cái xương thường. Mà cháu thấy cái lưng của chú cũng cong sẵn rồi nè. Cong sẵn là tại vì tao lưng tôm, biết không? Hèn chi, mỗi lần cháu thấy chú nằm sấp, dòm cái lưng của chú giống cái cầu nhà mình ghê vậy đó. Chú thấy cháu nói đúng không? Trời, bây giờ mày còn kêu ngạo tao nữa hả? Tao lấy cây chổi này tao đập vô đít mày mà một cái mới được nè. Mày chạy hả? Đứng lại! Đứng! Trời ơi, tôi lượt quá, tôi mệt quá. Ông kêu tôi phải không chú? Chứ không lẽ tao lớn vậy mà tao nói dốc với mày. Đến hầu ông đi, lẹ đi. Dạ con xin hầu ông. Ý trời, nhỏ này ghê quá. Mới bày lớn bày đặt nịnh, trời ơi, nói như ngọt như đường phèn vậy. Chết rồi. Cháu có quần áo tốt quá. Nếu mà có đồ này thì đâu có phải là nghèo đâu. Dạ thưa, đồ này của ba cháu sắm lâu rồi, bây giờ cháu mới bận đó. Nè, con lại bàn viết của ông, lấy tờ nhật báo rồi con đọc cho ông nghe. Dạ. Đưa ông phải tờ này không ông? Đâu, đưa ông coi. Cháu coi hình đó giống ông hay không? Dạ thưa, giống lắm. Nhưng mà mặt ông bây giờ coi ốm hơn. Phải à. Hơn một tháng nay có chuyện nhà, làm sao mà ông không buồn, lại đau ốm nữa nên ốm hơn hồi trước. Ông giàu có quá mà có chuyện gì đâu mà ông buồn. Cháu đừng tưởng giàu thì không buồn hay sao. Ông giàu có mà ông có biết vui hồi nào đâu. Cái khổ tâm của ông từ bao nhiêu tháng, cái buồn của ông không thể tả. Có lẽ từ rày về sau ông đây sẽ buồn nhiều hơn. Phải chi cháu làm cho ông vui được chút định, dù chết cháu cũng không màng. Cháu trả ơn cho má cháu,
con à, má con có nóng lạnh hay không? Thưa ông, sáng sáng mới có cử. Để mai ông sai thằng Pho lên Sa Đéc rước thầy xuống coi mạch. Ông hốt cho ít thang thuốc uống là hết chứ gì. Mai cháu có quần áo nào khác thay đổi hay không? Dạ thưa ông, có một bộ đồ hàng. Tưởng không có thì ông cho tiền mai bận. Thưa có. Thôi, cháu xuống dưới lò cho mai cháu đi. Mai có thầy thuốc tới xem mạch. Dạ. Có bắt được con sâu nào không con? Dạ thưa ông, cháu bắt được hai con sâu leo trên cây. Con giết hết rồi. Giỏi. Kiếm nữa đi con. Kiếm cho đủ mấy cái kiện nghe, đừng bỏ sót cái nào nghe con. Dạ. Còn má cháu đang làm gì vậy? Thưa ông, má cháu tới cử rét nằm trong phòng. Vậy sao? Làm cử sớm dữ không? Thằng Pho đâu rồi? Dạ. Mày làm gì như là đi ăn cướp hả? Dạ có con. Dạ. Thôi mày vừa phải thôi mày. Nào mày lấy hai đồng nè, rồi đón xe lên Sa Đéc rước thầy Liêm xuống gấp cho tao. Dạ. Dạ chào ông Hội. Dạ thưa thầy mới xuống. Dạ. Dạ mời thầy ngồi. Cảm ơn ông Hội. Hoa, đem nước uống nghe chưa? Đứa nào đau mà ông Hội cho rước tôi vậy? Không nói dấu gì thầy. Hôm qua tôi đi xuống lò gạch, gặp một con nhỏ nó nghèo quá mà lại bệnh nữa. Tôi thấy vậy tôi tội nghiệp, nên tôi biểu nó lên nhà tôi ở, đặng tôi kiếm thuốc cho nó uống. Chứ ở đó chắc là nó chết. Nó rét mà sắc nó ốm quá chừng. Còn anh, bữa nay anh thiệt mạnh hay chưa? Thuốc tải thầy đưa tôi uống đỡ nhiều rồi. Ráng uống thêm cho dứt bệnh mới được, chớ anh còn ổn da mặt chưa hồng hào. Để tôi bổ cho anh thuốc đặc biệt vào, người lớn như mình sẽ tươi tỉnh lại ngay. Thuốc anh bổ hôm trước tôi ăn cơm được, nhưng ban đêm tôi ít ngủ quá chừng. Anh ít ngủ là tại vì anh buồn việc nhà, buồn nào không nghĩ ngợi mới ngủ được yên thân. Nghĩ coi, làm sao mà không buồn không suy nghĩ? Ai biểu hồi trước anh gắt gao làm gì? Nếu tôi không gắt thì cái việc nhà sao xong? Do đó mà tâm bệnh anh khó mạnh lành. Anh mạnh rồi anh phải nghỉ một tháng đi chơi cho nó khuây khỏa. Đồng thời anh thử kiếm con nhỏ thử coi. Thì tôi cũng tính đi kiếm nó đó. Để thầy cho thêm thuốc tôi uống cho khỏe rồi sẽ hay. Để mai tôi cho gửi thuốc lên anh. Còn bây giờ bệnh nằm đâu? Tôi coi mạch đó rồi về, vì tôi còn đi đất sét nữa. Nó nằm đằng sau nhà nè, hãy vô xem mạch giùm cho nó đi. Tiền bạc gì để tôi lo. Cháu đưa bàn tay tôi xem mạch cho. Bệnh không có chi, rét vỏ da, cứ cho uống cảm mạo phát ban tán là tuyệt gốc. Còn nó ốm mà đó là tâm bệnh, nên khó trị một chút. Tuy vậy nếu anh cho nó tiền uống thuốc, tôi chịu khó làm nửa tể cho nó uống là hết ngay. Thầy cứ việc làm đi, tiền để tôi trả cho. Mà thầy nói nó ốm là tại tâm bệnh, tôi sợ không phải vậy đâu thầy. Tại nó nghèo nàn, ăn uống thất thường, lại rét dây dưa hoài, nên nó ốm đó chứ. Không phải vậy đâu. Người tướng mạo như vậy nghèo cái nỗi gì, chứ anh không coi tay chân mặt mày nó đó.